Rồi nhá, ca này phòng của thầy đây nhá. Bệnh nhân này 1923 là nhiêu ta? 83 tuổi. 293 tuổi. 1923 là nhập viện với đau bụng cấp. Nhá, không đâu không có bàn và lâm sàng ở đây. Ambila huyết tương trong cấp cứu là 1000 mấy, chẩn đoán được cấp rõ. Bạch cầu tức lúc cấp cứu là 16000, nơi trôi 7 mấy%, phù hợp với một phản ứng viêm rất mạnh trong bụng. Nha. Cái lúc siêu âm thì ghi nhận là cái lúc siêu âm lúc cấp cứu là ghi nhận đường mật trong ngoài gan giãn, có mật chủ là 14 mm, men gan là 200, cho nên chứng tỏ có một tình trạng men gan 200, GOT GBT khoảng đấy, nghĩa là trong 800 nói chung khoảng đấy, người ta tăng gấp 4 lần bình thường. Bilirubin toàn phần là 4 chấm, trực tiếp là 2 chấm mấy. Thì ý thầy muốn nói là gì, trên bệnh nhân nữ đúng chưa, viêm tuyệt cấp đúng không, có giãn đường mật, có tắc mật, có hoại tử tế bào gan đúng chưa, thì chẩn đoán lâm sàng là gì, là viêm tuyệt cấp do sỏi, hiểu rồi ha. Thì bệnh nhân này giữ trù trong đầu là điều trị nội khoa ổn định, sau đó sẽ RCP gấp sỏi nha. Mà sau khi điều trị nội khoa 5 ngày thì bệnh nhân hoàn toàn hết triệu chứng nha, hết đau, hết sốt, hết phần da nha. Ngày hôm qua cho bệnh nhân xét nghiệm lại thì amila từ ngàn mấy xuống còn có 100, bạch cầu từ 16000 xuống còn có 6-7000, bilirubin thì từ 4 chấm trở lại bình thường, men gan cũng giảm nhiều luôn, còn có 6 mấy, cho nên một cái đáp ứng rất là ngoạn mục. Ở trên cái CT chụp cái đây 3 hôm nha, chúng ta thấy đầu tiên là gì, là ở cái vùng có một cái khối, có một cái khối viêm, một cái vùng viêm mạnh ở cái vùng của đầu tụy. Bạn thấy đây là đầu tụy nè, đầu tụy đây sưng to nè, đúng chưa, và xung quanh có phản ứng viêm rất là mạnh nha. Phản ứng viêm nó lan, có thể nó lan xuống dưới cái, xuống dưới theo cái góc bàn tay một chút nha, và nó hơi lan sang bên trái chút xíu, mà chủ yếu tập trung ở cái vùng đầu tụy này ha. Rồi xem cái phim cắt ngang, cái phim cắt ngang đó xem. Không, phim cắt ngang, xem phim cắt ngang luôn. Đúng là bệnh nhân đó không? Đúng không? Đúng không anh đưa ngay thêm. Đúng rồi. Rồi. Nhớ cái phim này là được thực hiện, CT này được thực hiện khoảng 4 ngày sau khi bệnh nhân nhập viện đấy. Thì chúng ta ghi nhận là gì, đường mật trong gan không có giãn nữa. Nhớ ông mật chủ cũng không giãn luôn, ông mật chủ đâu? Mật chủ đâu? Đây. À, đây cái đốm trắng trắng, hai cái đốm trắng trắng này ở ngay đốm gan là hai cái tĩnh mạch cửa. Ha, nó chuẩn bị đây nè, nó chuẩn bị nó nhập vô thành một, tới đây là tĩnh mạch cửa nè. Đúng chưa? Như thế thì cấu trúc hình ống nào lân cận ở lên trên xéo xéo ở phía trên nó là đó là ống mật chủ. Thì ống mật chủ là thầy nghĩ là ở đây. Hình như hai cái ống đúng không ta? Như hai cái ống không? Nếu hai cái ống là hai ống gan, nếu một ống là ống mật chủ, đơn giản như thế thôi. Hay có thể là ống tĩnh mạch cửa nó nhập trước. Ha, trước khi nhập hai cái ống đường mật là chuyện bình thường. Ha, đồng ý không? Mà túi mật thì cũng hơi căng đó, nhưng mà không phải, không có dấu hiệu viêm túi mật cấp, thành nó mỏng nha. Đây ông mật chủ đây, đồng ý không, mật chủ nè ha, mật chủ đây, mật chủ còn giãn nhẹ ha, nhưng mà không có thấy sỏi trong đường mật, đồng ý không. Đầu tụy thì sưng to, đầu tụy đâu, đây đầu tụy đây nha, đầu tụy đây, cái bút nào thì tụy nè ha, cái cục, cái đốm màu đen là cái ống mật chủ trong cái đầu tụy, và cái đốm màu trắng là gì, là tĩnh mạch mà treo tầng trên, đồng ý rồi ha. Đầu tụy ta thấy nó sưng, mà trên CT thì bác sĩ cho đó hình ảnh đọc là có cái vùng bắt thuốc kém, như là tăng quang kém tăng quang, thì nếu mà đúng ra đúng nghĩa là kém tăng quang như thế thì có nghĩa là gì, là viêm tụy cấp mà có hoại tử, có dấu hiệu hoại tử ở đầu tụy đúng không? Mình lâm sàng bệnh nhân đáp ứng tốt lắm, cái thầy không nghĩ là hoại tử đâu nha. Ngoài ra có hiện tượng gì nữa, thâm nhiễm mỡ ở những cái mặt treo mặt nối vùng chung quanh
đây thâm nhiễm mỡ, đây thâm nhiễm mỡ, đây mỡ, đây thâm nhiễm ha. Những cái mỡ trắng 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 như thế là cái hiện tượng là mỡ viêm đấy, là cái hiện tượng thâm nhiễm mỡ. Rồi chúng ta xem coi là cái hiện tượng thâm nhiễm nó có lan xuống cái tầng tầng sau phúc mạc hay không nha. Thì xem cái lớp mỡ quanh thận nó có bị thâm nhiễm không, đúng chưa, có không? Rồi thận có mấy cái nang, có mấy nang đây ha. Rồi thôi, nói tóm lại là gì, đây là một trường hợp viêm tụy cấp nha. Mà cái viêm tụy cấp mà thầy nghĩ là phù nề thôi chứ không có dấu hiệu hoại tử, mặc dù trên siêu âm nói trên CT đấy bác sĩ cho nó hình ảnh chẩn đoán là cái đầu tụy nó kém tăng quang, kém tăng quang đấy là cảnh giác là cái chừng là có hoại tử ở đầu tụy nha. Nhưng mà cái ranh giới giữa hoại tử và viêm tụy cấp thể phù nề đó lâm sàng khó, nhưng khi hoại tử thấy nhẹ thì nó cũng biểu hiện giống như là phù nề thôi ha. Rồi thứ hai nữa là một trường hợp viêm tụy cấp mà lâm sàng và cận lâm sàng lúc mới nhập viện đó thì nghĩ nhiều đến là do sỏi, nhưng mà cuối cùng lại quá ra không phải do sỏi, hiểu không? Khả năng thứ nhì là gì, có thể do sỏi nhưng mà sỏi nó rớt xuống rồi, nhưng mà nếu sỏi rớt xuống rồi thì phải còn dấu chứng của sỏi đâu đó ở phía trên, thí dụ như có sỏi gan, thí dụ như có sỏi túi mật. Trường hợp này hoàn toàn không có sỏi túi mật, không thấy sỏi đường mật ở trong gan, như thế thì cái khả năng là viêm tụy cấp do sỏi thì lại là thấp, đồng ý không? Cho nên đó, cho nên qua trường hợp này rút được kinh nghiệm là gì, là không phải là bệnh nhân nào nữ lớn tuổi mà viêm tụy cấp đều là sỏi mật hết, không phải tất cả trường hợp là viêm tụy cấp do sỏi đều không do sỏi là nghĩa là sao, có rối loạn chức năng gan, có dấu hiệu tắc mật thì nghiêng về là viêm tụy cấp do sỏi mật, cũng không hẳn nha. Viêm tụy cấp do không do sỏi mà đầu tụy nó phù nề, bệnh nhân cũng có biểu hiện tắc mật, bệnh nhân cũng có biểu hiện là hoại tử tế bào gan do tình trạng tắc mật nó gây ra, hiểu vấn đề chưa? Và một điều nữa là cái gì, là giả sử là do sỏi đi nữa cũng đừng có can thiệp ngay, hiểu không? Tại vì sao, tại vì đôi khi cái viên sỏi nó trôi từ trên xuống, nó trôi ngang qua cái vùng kênh mật tụy đấy, nó làm tắc nghẽn cái đường dẫn mật, cái đường dẫn tụy tạm thời, nó cũng kích hoạt cái phản ứng gây ra viêm tụy cấp ha. Cho nên đừng có thấy là viêm tụy cấp mà có sỏi, nghi do sỏi là mổ ngay, nhiều khi hố là không có gì hết, hiểu chưa? Tại vì sao, có thể không do sỏi, cũng có thể bị sỏi nó đã rớt xuống rồi. Cho nên thái độ khôn ngoan nhất mà nhân điều trị viêm tụy cấp do sỏi mật là gì, chờ về 3 ngày đi trường nội khoa trước rồi kiểm tra lại nha. Nếu viên sỏi nó vẫn còn kẹt ở đấy, vẫn còn yên vị ở đấy thì mới tính đến chuyện là can thiệp qua RCP, đồng ý không? Rồi qua thứ nhì.